quý ông lịch lãm bình minh sẽ cùng với hàng ngàn sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng có một đêm xem bóng đá rất là sôi động, rất là tuyệt vời. Và bây giờ hãy cùng anh Bình Minh chia sẻ một số ý kiến trước khi trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra. Đầu tiên thì xin chào anh Bình Minh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Anh cân bằng như thế nào giữa việc xem bóng đá cũng như là cái công việc rất là bận rộn của anh? Vâng, chào bạn, chào quý vị khán giả. Và mùa Euro thì bóng đá nào chúng ta phải cân bằng thời gian thôi để phải xem bóng đá thôi, đúng nào? Một cái lễ hội mà hầu như tất cả mọi người ở trên thế giới đều hướng về Euro 2016 cả. Mặc dù công việc cũng nhiều nhưng mà vẫn phải dành thời gian để xem. Ngày hôm sau mình có thể thiếu ngủ một chút cũng được, nhưng mà được sống trong cái niềm yêu thích của bóng đá và được theo dõi những cái đội tuyển và cầu thủ mà mình yêu mến, nên cho dù mệt chút xíu nữa nhưng vẫn cứ sướng. Có cái sự thiệt thòi một tí xíu, có gia đình thì có bố xem với con trai chẳng hạn, nhưng mà có vẻ như là anh hơi bị thiệt thòi phải không ạ? Ở nhà thì thực sự là mình phải xem một mình ở dưới phòng khách, mấy đứa nhỏ ngủ trên lầu, nhưng mà dưới phòng khách được cái là mình được mở tivi nó lớn. Thay vì vào bình thường thì tivi chỉ nghe qua loa tivi thôi, nhưng mà khi vào mùa Euro thì mình đấu cái loa tivi đó qua hệ thống cái loa mà xem phim á, âm thanh là 5.1 ấy, để coi Euro. Nếu mà có dịp thì tôi cũng muốn đến nhà anh được trải nghiệm cái không gian như vậy. Hãy đến với những gì sẽ diễn ra trong đêm chung kết. Một cá nhân nào đó của Bồ Đào Nha mà đánh giá cao nhất? Tôi không muốn anh nói về Ronaldo đâu nha. Không. Với CR7 thì đó là thần tượng của tôi rồi. Đó là không chỉ tôi, rất nhiều người ngưỡng mộ CR7. Nhưng mà với Bồ Đào Nha trong trận chung kết năm nay, tôi tin rằng người mà sẽ làm cho CR7 thăng hoa và cũng như Bồ Đào Nha sẽ thắng đội tuyển Pháp, đó chính là cầu thủ Sanchez. Điểm mạnh nào của Sanchez nhỉ? Anh đây chỉ mới là của tôi, đang rất là trẻ thôi. Nhưng mà anh được nhiều người chú ý đến lắm. Anh được nhiều người chú ý, nhưng mà quý vị có thể khi mà theo dõi trên sân thì Sanchez với tầm bao quát rất là rộng, và chính Sanchez đã làm cho CR7 thăng hoa trên sân. Với tầm bao quát rộng như vậy và những cú chuyền bóng anh cực kỳ chuẩn xác, và một cái nữa đó chính là cái nền tảng thể lực cực tốt. Và những cái lần mà chạy đua nước rút thì quý vị đã thấy mà đối thủ rất là khó mà có thể đeo bám được anh. Một câu hỏi nữa. Sắp tới thì anh sẽ có một cái buổi tối xem bóng đá với khoảng 1.000 bạn trẻ. Cảm xúc của anh như thế nào và anh hào hứng gì với cái đêm này? Vâng, phải cảm ơn chương trình đã cho Bình Minh có một cái dịp để cùng xem bóng đá với các bạn sinh viên ở trường Đại học Tôn Đức Thắng, cho mình sống lại thời sinh viên. Bởi vì thú thật là cái thời sinh viên thì cũng tụ tập ở ngay cái sân trường và coi cùng với các bạn ở cùng lớp và cùng trường. Và đây là một cái dịp để cho mình được trở lại thời sinh viên đó. Và một cái dịp nữa là vừa xem bóng đá và vừa được cùng giao lưu với các bạn, vừa được trò chuyện với các bạn và để cùng chia sẻ. Và biết đâu rằng trong 1.000 sinh viên đó thì 50-50 một nửa bắt bồ. Có thể mình biết đâu là cái số lượng bắt bồ sẽ nhiều hơn thì sao? Anh Bình Minh thì ủng hộ Bồ Đào Nha, nhưng có một người nổi tiếng khác là diễn viên Quý Bình thì anh ấy lại ủng hộ Pháp, và thậm chí anh ấy đã có lời khiêu khích là tôi sẽ tha Pháp của tôi sẽ thắng Bồ Đào Nha của anh Bình Minh. Anh phản ứng gì với cái thông tin này? Tất nhiên rồi, khi mà mình chọn một đội tuyển nào mà mình yêu thích thì mình đều mong cho đội tuyển đó chiến thắng, đúng không? Nhưng mà với trận bán kết vừa rồi tôi lại chọn Pháp. Bởi có một lý do này, có nhiều người với lý do thì phân tích về chuyên môn thì mọi người đều biết rồi, đúng không? Với đội tuyển Đức thì với đội hình nó không phải thực sự là mạnh. Nhưng mà Pháp có một lý do mà khó thì đối thủ là vượt qua được, là rất có duyên ở trên sân nhà với giải đấu lớn. Từ trước giờ mà chưa có một trận thua nào ở giải đấu lớn mà ngay trên sân nhà. Đó là lý do tại sao mà Pháp được thăng hoa khi đá trên sân nhà và vượt qua đội Đức. Đó là lý do tại sao mà trận bán kết mình bắt được tuyển Pháp. Nhưng với trận chung kết thì tôi lại yêu Bồ Đào Nha. Và quý Bình hãy đợi đấy nha. Rồi tôi bạn xem đội nào sẽ là đội cầm cúp Euro 2016.